Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xin chúc lành hết tất cả chư quý vị đạo tâm bằng tín độ Phật giáo. Cái duyên tốt. Suốt cuộc đời mình không có cúng dường tam bảo và mình không có nghĩ đến tăng ni hay là đại đức thiền sư ta tu đó để ta cầu nguyện hòa bình thái bình cho mình thì nó không có vui. Con thầy ở đây thì thầy bần sĩ mà thấy chưa? Có thể câu nói chuyện này mà nó sẽ đi tới 4-7 năm châu, nó sẽ đi khắp hoàn cầu. Nó đi bằng một cái vị thần nào, một vị nào, hay là một cái làm điện từ điện quang, điện câu thế, điện ba khoa, nó đi bằng cái đó để gặp tất cả các vị để trao đổi, nhắn nhủ để lo tu hành. Nè, lúc bây giờ thầy nói lớn tiếng nè, nhưng mà nhỏ. Lúc bây giờ khùng dữ lắm rồi đó, tất cả các vị, nhưng mà không có khùng. Vì trong cái khùng đó đó, không phải khùng đời đâu quý vị, mà khùng đạo. Khùng rồi điên nữa quý vị. Tại vì tất cả chúng sanh còn mê muội, còn không biết, lôi kéo mà không bước lên. Thì làm sao đây? Là một, thứ hai, Đức Thầy, Đức Phật Thầy mới nói con ráng cố gắng đi. Ngay bây giờ tại rừng, khuya, sớm, trưa, chiều, mưa tầm tạ, con ráng cố gắng đi. Quạnh quẻ cô đơn hay là như thế nào đó, quạnh hiu đó, thì không sao đâu. Phàm ngã thì thấy quạnh hiu đâu có đông, thấy không? Cũng như trong đêm nay đó, quý vị có thấy nha, quý vị thấy nhiều đây chứ không biết muôn trùng nào họ ở ngoài kia, ở đây đó, họ sẽ về đây, họ sẽ tham dự trong cuộc đời này. Nói vậy đó, quý vị thấy không? Mà có thể là trong cuộc lễ 12 tháng 8 này, linh không thể nói được là một, thứ hai, tinh tú không thể nói được. Đó. Và linh động và tốt đẹp nhất, vì quý vị là một người được tiễn không đó, quý vị được tiễn không đó, chứ không có hầm mà lần nha. Sắn cấu đó đi đến đó. Bây giờ thì thầy bệnh sĩ vô danh, bây giờ nó có cái bệnh ấy, không vừa không đồng ý thì nó ở trong cái kia, nó bệnh quá ra không có được. Đó. Còn nếu mà thuận duyên, tất cả cái vị con của trời và đúng thì không có bệnh, mà không đúng thì phải bệnh. Vì trời đất đó đã biểu phải bệnh, trên trước đi định thì phải bệnh. Chắc có lẽ quý vị cũng gặp thầy lâu lắm rồi chứ phải vậy không? Không biết bao nhiêu năm. Đây, chính lão này đây, không biết là bao nhiêu chục năm. Như đạo tư đây, không phải đợi gặp nhiều. Nhiều khi đứa bé nó mới có 9 tuổi, 10 tuổi, nó mới lại đây chút xíu về nó nắm hết. Nó nắm, nó tu được. Tuệ giác, trực giác, tự giác, nguyện giác. Thấy không? Còn mình chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai, nó phải lưu dẫn tiếng nói của Phật Pháp của các ngài. Thì cũng như viên thuốc mình uống vậy đó quý vị, mình phải để lưu dẫn, chứ không phải là mình uống rồi cái mình phun ra rồi mình không có nghĩ gì trên. Thuốc nào cũng vậy, không phải thuốc tiên đâu quý vị. Từ cái tâm linh quý vị, từ cái tư tưởng, từ cái tôn trọng và từ cái tin tưởng thì nó sẽ kết nạp. Đó, như thế thì thầy mong muốn tất cả quý vị kể từ đây, tùy quý vị thuốc nam thuốc gì đó, miễn hết bệnh thì tất cả các chị cứ đi như hôn, đi đến đó rồi về tu như hôn. Đó, chỉ có cái thuốc Phật đó quý vị, thì quý vị uống nó sẽ diệt trừ bao nhiêu kiếp đời của mình, không có tái trở lại. Nói như vậy.
thì mình phải đáng cố gắng mình tu, đừng thèm buồn ai, đừng thèm giận ai, đừng thèm lo lắng những cái chuyện gì mà mình không phải lo, mình làm thôi nha. Như thế thì công an việc làm của mình hiện giờ thì quý vị đang trồng, đang gieo, đang gặt, đang làm đó, chứ không phải biểu hiện. Nhưng còn việc tu, mình phải tách rời cái sự tu của mình riêng biệt. Riêng biệt như thế nào? Thì khi mình làm ăn hoặc là mình làm gì thì mình phải làm phải. Mình phải nhớ lại cái đúng, cái sai, tỉnh dậy. Đó, hay là gần thầy bần sĩ, mài dũa tối ngày, chờ con chịu nổi sao thành cái cây tốt đẹp để đóng vào cái bàn ghế. Phải chịu nổi. Đó. Còn cuộc hành trình mà mình chịu nổi, mình rút cây đem về. Thôi, đừng đẻo cái cây này, tôi đem về. Tôi để cho nó mục. Nói như thế. Thì hôm nay thầy cũng không tội tình gì mà ngồi đây để mà chắc lử à, hay là phải nói lên tiếng nhỏ, tiếng to nha. Buồn lắm đó, chứ không phải không buồn đâu. Nhưng mà thầy không có buồn cái gì. Thầy buồn ai vậy thầy? Bần sĩ vô danh. Không thể nói được, không thể nói cái sự buồn đó cho quý vị được, chứ quý vị cũng không giải tỏa được, mà cũng không cứu cánh được, mà cũng không giúp được, hay là thầy một cái gì thì không chia sớt được. Mà còn rinh bưng những cái nặng nề, những cái này kia nọ đi đến nữa, thì thầy không thể nói ra cái sự buồn đó. Nhưng mà quý vị có biết ở cái lãnh thổ này không, ở lãnh vực này không, ở lãnh trang này không, nó có nhiều cái đẹp, nó có nhiều cái không đẹp, nó có nhiều cái khổ nhất, đau đớn nhất, buồn nhất, tủi nhất. Thầm nghĩ thầy bần sĩ vô năm nay đã ở tù đó quý vị, bị nhốt đó, chứ không phải tầm thường đâu. Mà ai nhốt mình? Chính mình nhốt mình. Mình nhốt mình, mình cột mình, rồi mình điều tra mình, rồi mình hỏi mình, để cho cái lý lẽ nó sẽ ra bại khai tất cả những cái chân tướng, chân thân của mình ra. Hãy xin cái thưa quý vị, anh em của mình từ xa tới gần chỗ nào cũng vậy nha. Nếu mà có hiểu được đạo lý, đạo pháp thì xin từ bi quan hỷ cho bần sĩ vô danh, thì không nhà cửa, không có chỗ nào. Dạ thưa thầy, con về con thấy thầy ở 5 giây 7 ngàn đó, gạch xi măng ngói đó. Nhưng mà chút xíu là đi rồi, đục mưa tạm trú đấy chứ đâu có cái nhà. Cái nhà thiệt của mình đó, của thầy đó là quê hương, là ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Sớm tới buổi chiều tàn, không có ngào ngạt chúa cái. Nhà ta không có tên bay, nhà ta là Đức Phật Như Lai giữa kề. Còn ở đây không phải đâu quý vị, mang gánh nặng nề, có tim mi buồn tuổi, muốn trở về làm sao. Kinh Nhật tụng đó, tụng không biết bao cao hay là thấp. Còn kể sám truyền đó, người ta chấp không biết bao nhiêu. Lời bần gian tiếng đạo để kêu, khàn hơi thở, nhưng mà ít nhiều gì cũng trong điểm tánh tình rừng buồn mơ mộng. Thì chịu có một ta mình không cảm động hay sao? Quạnh hiu hiu quạnh ngày nào, ta buồn không có khóc, nhưng đợt đau trong lòng. Quạnh hiu không có giống mơ dòng, đêm buồn mà cô quạnh chưa đau đâu. Có tưởng là chăng cô đơn tẻ lạnh chứ kinh hằng,
ráng ngồi chắc ba bút chưa mực văn ngay ai bảo tăng trên đàn lữ thứ ai bảo ta tâm từ chưa hồi ngày này sư phụ độ thứ cho con ở lại rồi cõi hồi trời con biết được mỗi nơi tràn ngập mong làm sao được gặp phân sư thấy dần chưa có chưa đợi từ nói ra mặt kinh giảng rồi ngoài tới cơn ác mộng tỉnh say rồi biết một mình ta tay điếc mắt mù trông chờ các bậc sĩ tu trở về thiền nội rồi ngạo du liên đời ta biết ta ai hoài quạnh quẻ chịu cô đơn lạnh tẻ với rừng tàn không sao bơ bớt chưa đau tràn một mình chưa ngồi giữa chưa bỏ đoàn tay ở phương mau gắn chí tìm đường giải thoát ta buồn hiểu thương xót cho trần tại sao còn mãi phân vân không lo mà tu tình đàn hồn thẫn phản hồi cứ mãi mãi cuốn lôi dòng mà nước ta khuyên lớn từ khước không bây giờ phải chịu không an đây rồi tiêu hết số mà làng con ở đâu buồn tham quá muốn tâu thượng đế nói trần gian mỹ kế ta đã báo hiền chúng chẳng chịu làm cứ lo mà hùng ác rồi nhàm thắm mỗi bên nơi bần sĩ bút kề giảng chị đúng là ngày trực chỉ Phật gia đêm nay thanh tịnh đấy mà 12 tháng 8 chưa phổ Đà Sơn Lai ngày kỷ niệm ái hoài sâu xa ta chỉ kêu Bồ Tát đấy thôi dù đi dù đứng dù ngồi thầy ơi mà độ chúng không bị trôi như bèo qua đôi khúc hiểm nghèo bê ngang một mình con cướp bạn ấy giờ quạnh hiu bớ bớ trẻ thơ xuân trần mà lãnh hội rồi chơ vơ như vậy đêm hiu quạnh ngày thờ cô tè nói với ai đồ thỏ thẻ dơ dơ trời
còn gì mà hỡi chư dân ơi, chưa cạn cùng mà không biết, chưa đổi ở vời không mở hay. Còn phúc chúc khô gầy cũng gạn, dù nay mai mất dạng cũng cười. Mầm sao tất cả phước dư đảo đồng, mà tu được cho nên người thương quân. Dù gian khổ chí sờn tất cả, ta cô đơn nay đã lâu đời một mình. Khổ lắm dân ơi, nhưng mà không khổ với đời đâu ở đâu. Khổ vì đau vì rầu ba tâm, khổ tới đây biết cơ lánh chỗ nào. Khổ thương cô bác đồng bào đây rồi, nó tới lầm nhào biển khơi. Nãy ta khổ cái đời mục mạc, khổ vì ai gió tạt mưa đơn. Thầy ơi con chẳng có sờn, hy sinh vì đạo trong cơn khốn nạn. Giờ vàng anh đảo vàng sơn bao, con về miền con cáo thiên liên. Phạt răng kẻ giữ để hiền, nay mai mà chết hết chưa liền liền thế nào hay. Kiểu bớt thầy giờ này đổ tre, con không thiêu không dẹt được đâu lý kinh. Ôi rất diệm màu khi thơ giáo lý trên đầu cho con mong. Ngày kỷ niệm con tháng con thờ, chốn rừng buồn quạnh quẻ đơn côi. Uống ăn không có chỗ ngồi, tôi má nằm mà đi đứng chờ bồi hồi vô biên. Có phải con lạnh điên không vậy? Phàm ngu si có thấy không nè, nó cứ để chữ về, rồi đây sẽ đến mùa hè trái khô. Nó không chịu đắp tô phước đức, nghe theo ma cướp ba giật lỡ quyền. Rồi không thánh không tiên, làm sao sống được chứ về ở miền Tây ở phương. Kiểu thầy ở đón trường biết có mấy điểm này đây, thầy thấy chưa rõ ra mình con ở tại chưa rừng thang. Xóm chiều mà rỡ lệ, nhưng ở nhàn hồn linh. Học ráng học sử kinh rất giỏi, ngày với đêm tôi mỗi chúng sanh. Còn đâu có vật co dành, mà người không đối chưa đỡ lành giữ hung. Kêu thầy ơi trùng trùng điệp điệp, con biết rằng không kịp chứ lông quang. Ở tại bị quỷ bị ma bị phàm mà án mất, chỗ thích ca chưa bỏ đi. Sông mạng hãng con về phương ấy, giờ thầy thương thầy thấy rõ ràng. Kiếp ba này con quá gian nan, lành phần mà giáo đạo Nam mà mang kia kìa. Chút lát nữa con về cho rành, biết rằng đời biến cảnh nháy tay. Bây giờ ba tánh không hay,
con cho, con lý sự, con nói dài không bền. Giờ thanh tịnh rỉ rên chút nữa. Kiều thầy ơi, con tựa bóng đà, Đức Phật thầy ở phương xa hay là thầy ở chư tâm mờ mờ của con? Nguyện giới Phật làm tròn chỉ khi đem tâm thân bồ thí lâu rồi. Kìa là vật chất tánh hối phủ đầu mà đâu được chơi chỗ ngồi chúa cao. Không mê sắc mê màu, một chút mê thương yêu cốt nhục nhân loài. Bơ ngờ mở mắt mà coi, ông buồn mà ông giảng trước đừng coi chứ một mình. Ông là ai, là tinh là tu, ông là ai, là chú chân đề, ông là ai, là diệt trần mê bơ thuyền mà rước đảo chưa trở về bóng đây. Ông là ai, đức ngài nhìn thấy, nhìn ông đi lừng lẫy bôn ba, ông đây tuổi đã quá già khó khăn mà lưỡng đảo chứ vậy mà năm cánh. Ông là ai chỉ anh phải biết, ông ngày nay tay điếc mắt cá mù nhưng tâm tánh vẫn ngự tu. Nhờ ông dẹp ngút cho mây mù cho dân. Ông là ai tân dân rồi rõ, ông là ai cây cỏ cháy queo. Đến năm kết thúc con heo rồi ra mới biết hiểm nghèo như như. Ông là ai bớ ngựa nhìn rõ, ông không chuông không mỏ gian rền. Nhưng mà cốt nhục không quên máu hồng mà không bỏ tuổi tên đăng vào. Ông là ai đồng bào phải biết, ông ở đâu, ông diệt thi tư ở trong tâm tánh hiện giờ, ở trong mà đi thưởng cho bên bờ sông gian. Con kêu thầy giảng năng biết mây, ngày hôm nay thầy thấy chứng minh thân con trọn đạo trọn tình. Thầy ơi, thầy ráng mà nhận nhìn đừng phôi. Trời chuyển động đất đây thay đổi, con khuyên tu sám hối vàng rền. Bao người đạo lý đừng quên, thì ẩn bố đức dựng nền ngày sau. Nếu muốn còn sống nào phải ráng, đừng khinh khi quỷ bác người hiền. Hay là có cổ có tiền giàu sang không thi, chứ không quyền rồi không cho. Đã ác độc bỏ bỏ tài của, tâm ngu si không dọa không mài, mà kêu Đức Phật hay Như Lai kêu, ông Bồ Tát kêu ngài chư Quan Âm. Con nói đây giả câm giả dài, kêu thầy ơi lại bơi nhiều rồi. Bây giờ thầy ở trên đồi hay là tâm tánh chứ đang ngồi cùng con? Thợ thị phú chiều lòn rất tuyệt, bài bổn kia con viết rõ ràng. Đó bài văn tự gan ngàn thất ngôn mà lục ba bát xê sang thi bài. Thầy hộ trẻ ngày nay sông sốt, ở nơi đây cáo bọt lắm chân.
nhưng mà chẳng có thua hơn gì thương. Bà đánh trong cơn khốn mơ cùng. Ngày kỷ niệm đại hùng đại lực có các con các ca bậc hiền lành về đây quỳ lại tâm lành cúng dâng mà đức Phật hiểu rành thơ văn thầy hộ chúng sanh bằng trống già. Ngày 12 cao cả biết bao còn kêu khóc hộ chứ gian gào. Không khi nào mãi chứ kêu nào như nay. Khổ khổ quá nên bài kêu qua reo. Thầy thầy ơi thầy hỡi chưa đổ trò. Thiên cơ mái tạo dẫn đó. Đây rồi mà con ai biết chưa biển gò còn lắm. Muôn giả câm cho rành. Ai thay ta để lành cho phần này. Vì ta dân lĩnh Phật thầy giáo dân mà đời mang chê vợ này dân ơi. Không phải chuyện nói chơi một lè. Ở thiên đình bà mẹ chứng minh trọn ân trọn nghĩa chưa trọn tình. Ta còn ở lại chưa một mình chút thôi. Hiu quạnh rừng xưa quạnh hiu nước mắt lại chan hòa. Khóc với ai giờ ôi thầy ơi. Khóc mù sương tiếc hỡi mờ sáng. Cô đơn nào ngại có sẵn rồi. Quạnh quẻ buồn hiu phúc đơn côi. Buồn về thế sự không rốt ráo. Còn ta xuống thế để làm tôi. Thở than, than thở ngày 12 tháng 8 năm hiu bận ra bài. Nước sôi lửa cháy heo gần trụng. Mà người không hiểu hồi lối thôi. Thầy đã lộ cơ con nhắc ra biết lỗi ơn trên lỗi ông cha. Vì thương ba tánh nào có nề đạp lưới trong gai đi quỷ ma. Cô đơn quạnh quẻ đêm dài tháng buồn ai vậy rứt rai trong lòng. Một mình hiếu quạnh chưa rừng thông. Tháng buồn rồi chắc ba bút chưa lệ hồng châu rơi. Thương dần mến nước
người ơi nên ta dám đoạn rồi đôi lời hiền ngu. Sáng mai rạng ánh công phu đêm về còn tựa chốn chưa rừng thủ mịt mờ. Hoành hiu chứ hiu hoành như thơ, chỉ nghe mà tiếng thú chưa hiện giờ kêu gian. Rừng xưa khổ sở gian nan, ta nương mà mây bạc chưa cởi sang hạt trời xuống miền khổ sở dân ơi. Bây giờ còn phải tạ tới như vậy. Sớm khuya nắng nổi canh chạy mắt nhìn mà ta thấy chưa bụng mờ lầy gần bên. Đừng nhắc nữa rỉ rên thảm nào, tiền ve dù sương tuyết rùm mờ giang. Đây là một cuộc thở than, ta đầy nói hết gian nan cho đời. Một mình ta dậy thời chờ khách, chiếc thuyền đời nó rách rã tan. Chầm bé vé giá lại gian nan, chờ đâu có phải chờ thuyền vàng mừng vui. Mau ba tánh ngậm ngùi lo sợ, về mau đi trả nợ cho xong. Ta đây ông lão trên đồng dài mang mà chuỗi ngọc trong trong nặng quần. Lão vì đâu mây dân ức đầm, lão vì đâu chân dầm bụng lầy. Cành khuya nấp bóng chưa cõi cày, ngờ đâu mà có biết chưa giờ này ta sáng. Ngồi bé thuyền hò khoang khoang hô, muôn nổi lên bộc lộ chứ cơ trời. Cho dân biết được chứ mọi nơi đắng mà tỉnh ngộ chứ cấp mà thời về quê. Đừng có ở nặng nề mất kiếp, nghe ta chưa có dịp này thôi. Trễ thời sắc ta hỡi hồn trôi, đâu còn tồn tại chớ mà bồi mà lo. Nghe ông đi ông cho về bên, nghe ông đi ông mến vô cùng. Tại dân đôi quá lạnh lùng, chớ nào có phải chớ ông mờ khùng ông mờ điên. Chiều quạnh hiu mái hiên nằm đợi, chiếc thuyền trời dịu dợi xa xăm. Bởi ai kêu đó đấy mà ta là ông lão quá già trăm muôn.
kêu nữa chi lệ tuôn đạm chài. Ta bảo ngự làm phải sống mà còn, tại sao tất cả bà con không nghe lời lão đặng còn ngày sau. Ta đã nói ba đầu gần dây, nghe lão đi rồi thấy nghe chưa, không sớm thì lại cũng trưa, ráng tu ráng đợi cho thừa đức ân. Tàn già điện nay sân mây xuôi, ta già rồi ở buổi chợ bờ. Người ơi ráng đợi ráng chờ, ông già mà quạnh quẻ trong giờ ngày mai, ông cô quạnh nào ai có biết. Ông quạnh yêu tay điếc mắt mù, đang than viên chúng lo tu nhưng mà không biết mịt mù dài thêm. Ông mang nặng nào niềm quá sức, có ai đâu cộng lực lại, chỉ nhờ Phật Pháp Như Lai, nhờ Ngài Bồ Tát, nhờ Bà Quan Âm. Khổ khổ nào âm thầm ráng chịu, ta đâu lên chiếc kiệu xa quá, để cho phàm tục đó mà nhìn đi rồi khi dễ ông già này thôi. Ông kiếm chỗ ông ngồi đục qua mát, đặng chờ Ngài Bồ Tát lâm sang. Ông ngồi tích tịch tình tan, ông hò hò hô hò phàng kia kìa, hò ba tánh sắp về địa phủ. Ở Nam gia ai chủ ai thầy, hò hơ hò hơ cho họ đây. Hò gì mà ông lão chưa chứa đầy lễ mi. Ông kêu quạnh kệ chi cho nghe siết, vậy mà dân đâu biết chuyện gì. Ông già ông khải thì thì tiếng đần lặng lẽ, ông đi khuyên trần, khuyên ở xa đồ khuyên ở gần, khuyên từ bên tấn bên tầng về nam. Ông vẫn khuyên vẫn làm việc nghĩa, ông dọn ranh trồng tỉa giống mơ lành. Đó là ông lão tá danh đặng mà khuyến dẫn chị anh buổi cùng. Ngày năm tháng trùng trùng đẹp đẹp, biết chừng nào có dịp lạnh ráng, đặng mà niệm Phật Tây Phương, đặng mà cầu Phật rảnh ráng linh hồn. Bao nhiêu cảnh dập dồn như núi, có giờ nào trong buổi yên nhàn, để mình niệm Phật rảnh rang, đặng mà Phật trước Tây Phương phản hồi. Lão nói quá ôi tôi mồm mét mang, đời cho ta bắt tép câu tôm, ta đâu có hỏi có dòm, ta đâu xin gạo xin cơm chi đời. Xin ba tánh đôi lời hiền hậu, xin đất thành chim đậu nếu ba lo. Ta xin ba tánh được nó được làm lương thiện, chứ trời cho sống mơ hoài. Nghe ông lão bán khoai ngày trước, dừng lại đi đừng bước nghe hôn, tội kia nó nổi như còn, làm sao cứu được cho trưởng tồn dân ơi. Nói thì nói lả lời phơi phách,
làm thì làm không cách nào ngăn, thấy đó rồi lại mê đắm. Thấy trời mà quên đất sang bằng còn ở đâu, ta hiu quạnh không sầu đâu chung. Ở nơi đây không mà dụng diện gì, nói cho ba tánh tu đi rồi về mà giữ vẹn tựa bi hẳn ngời. Còn chút nữa còn quay lại kịp, ráng tu đi có dẹp nghe chưa. Giảng đường ông nói như mưa, nói từ đời trước ông đưa đời này mà không biết kênh chì không rõ. Cớ mượn chuông mượn mỏ đó thôi, tụng hoài tụng mãi đó, trôi nào đậu có dinh có bồi trong tâm. Vợ thanh thỉnh âm thầm rốt rau, ông về đây chỉ giáo cho người 12 tháng 8 nghe ngươi Phật thầy mà chứng lễ vui tươi nhiệm màu. Nghèo có đạo ông thâu ông cất, giàu tiền muôn biến mất nay mai. Nghèo nàn của cải không dai, no cơm mà một bữa chứ ai ở hoài tu chân. Không có lựng thua hơn ai hết, thế giới lòng tươi chết mà thôi. Đêm nay kêu bớ thầy ơi, hộ cho ba tánh cho phủi rồi mau mau. Sống sắp bủa ba đào nổi dậy, thấy bất cười làm quay cứ làm. Mà kêu Phật pháp cồ đàm, kêu trong cái biển cái tâm mà làm ác gian. Thiệt thiệt phải vì gian nan, thiệt là thiệt. Hỏi đàn trống ở không, đây mở hội công đồng mà thượng phạt. Ai ai khôn ngoan được thoát được về, còn mười ngu mũi u mê ta cho biết trước nắng nề. Nghe chưa, không có sớm thì trưa cũng tới, cả nơi miền thế giới năm châu. Ta nghe tay lại bắt rầu, làm cho mà điên điếc thêm hầu tăng thêm. Càng hiu quạnh càng thêm thơ phú, càng quạnh hiu chăm chú kinh đề. Càng điện không có say mê càng khùng, ta dẫn chứ chúng mà về được ở đông. Ông không nảy gió giống bão đoàn, ông bảo dân dẹp dọn cho rồi, kỳ này chắc lẽ phải trôi. Ông đang nói chuyện chứ ôi thôi, chưa rõ ràng ngài muốn sát trần gian khuyến đạo. Thật rõ rồi không mạo không mơ dung, chánh thật ông đạo chứ điên khùng. Khùng này do ở cú trùng chứ sai đi. Nghe cho rõ vậy thì cô bác bóng tùng xưa đục mát nghe hôn. Ở ăn hiền hậu đức thồn, sau này có hở hoàng hôn mình còn. Kêu danh hỡi mà con cô bác, mau về đi đục mát bóng mà đà Phật trời ở hỡi không xa. Ông chỉ cho biết vậy mà ở đâu. Ta đâu mặt sòng mà nâu năm tháng, nhìn lại rồi càng chán càng chê. Áo quần sao sẽ làm mê,
con người không đúng chán chê đấy rồi. Cách biệt trần gian nhưng mà thương, ngàn sự việc quá độn trường, đem thơ văn phú ôi đã rải, rải đó để người hỏi làm gương. Sông bể loạn cuồng dân biết chưa, dạy dùng sương gió hỡi mây mưa. Lời qua qua lời hay khôn khéo cũng phải quả căng, phạt không chừa.